Chào mừng cô chú và anh chị đã quay trở lại ngày số 7 chủ yoga 7 bài tập dành cho người trên 50, 60 và 70 tuổi. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp cho cô chú anh chị cảm thấy cơ xương khớp của mình sẽ được linh hoạt nhiều hơn với bài tập rất là nổi tiếng là bài Chào Chuỗi Mặt Trời. Đây là một bài kinh điển mà tất cả các huấn luyện viên yoga đều hướng dẫn cho các phòng tập. Ok, và hôm nay chúng ta bắt đầu cùng tập luyện. Và nếu cô chú và anh chị là người đầu tiên nhìn thấy video này thì hãy quay lại tìm video đầu tiên số 1, số 2, số 3 và đến số 7 để chúng ta tập một cách hiệu quả và bài bản nhất đúng theo giáo án cuộn để mang lại hiệu quả nhất cho cô chú anh chị. Và đừng quên, ổn có một cái group về Zalo chuyên về học online trực tuyến để dưới phần mô tả. Nếu cô chú anh chị nào muốn học trực tuyến qua với ổn thì hãy đăng ký ở bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng tập luyện. Mời cả lớp nè, mời cô chú anh chị đứng lên nè, hai chân mở rộng bằng vai. Mình vai như thế nào thì chân mở rộng như thế đó. Hai tay của mình xuôi theo thân. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, bụng căng tối đa. Hít bằng mũi nha cô chú anh chị và thở ra cùng bằng mũi. Thở ra rút rốn, bụng hóp chặt lại. Một lần nữa hít một hơi thật sâu, bụng căng phình lên. Thở ra rút rốn, bụng hóp chặt lại. Một lần nữa hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Mời cả lớp, mời cô chú chị nâng hai tay lên cao, hít vào hai tay áp sát tai nè. Đang năm ngón tay lại, lực lòng bàn tay hướng lên trần nhà, ngước cầm hít sâu. Cuộn lưng cầm chạm thở, cu lưng lại nè. Lên hít vào nâng cầm. Cuộn lưng cầm chạm thở, cu lưng lại. Lên hít vào nâng cầm lên. Cuộn lưng cầm chạm thở, cu lưng lại nè. Giữ ở đây 5 nhịp thở cho con quận. Lên hít vào 5 nhịp thở có nghĩa là sao? Mình hít vào thở ra tính là 1 nhịp thở. 5 lần như vậy là 5 nhịp thở nha cô chú anh chị. Hạ xuống thở ra. Hai tay của mình lên cao, hít vào một lần nữa. Hai tay áp sát. Tay phải đặt lên eo phải, nghiêng kiện gót chân phải của mình lên, rướn tay trái cao lên, đẩy hông sang trái, nghiêng sang phải, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Lên hít vào, hạ xuống thở. Tay trái mình đặt lên eo, tay phải của mình nâng lên cao nè, kiện gót chân trái lên, đẩy hông sang phải, nghiêng sang trái, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Lên hít vào một lần nữa, hạ xuống thở. Tay phải đặt lên eo nào, tay trái nâng lên cao, kiện gót chân phải của mình lên, đẩy hông sang phải, trái nào nghiêng sang phải. Tiếp tục giữ ở đây 5 nhịp thở, kéo căng tay cho con quẩn nha. Lên hít vào, hạ xuống thở ra. Tay phải lên cao hít vào, kiện gót chân trái của mình lên, đẩy hông sang phải, nghiêng sang trái. Tiếp tục giữ ở đây 5 nhịp thở cho con quẩn. Lên hít vào, hạ xuống thở. Hai tay mình đặt lên vai nào của chú anh chị. Bắt đầu mình xoay khuỷu tay, xoay một vòng. Xoay một vòng từ dưới lên trên, đánh ra sau, hạ xuống thở. Lên hít, hạ thở. Lên hít, hạ thở. Lên hít vào, hạ thở. Lên hít, hạ thở. Lên hít, hạ thở. Lên hít vào, hạ thở ra. Ok, và tiếp tục. Hai tay của mình ha, lên vào, hai tay lên cao hít, hai tay đặt sau gáy nha. Mở cửa tay ra, nâng cầm lên hít vào. Cuộn lưng cầm chạm thở. Lên hít vào. Cuộn lưng cầm chạm. Lên hít vào một lần nữa nào, nâng cầm.
cuộn lưng cầm chạm thở, giữ đây 5 nhịp thở trong bụng. Lên hít vào. Lên hạ xuống thở ra. Tay trái mình đưa ra sau, tay phải nắm lấy khuỷu, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải đặt trước bụng ôm. Cơ lắc bên nghiêng đầu sang, xin lỗi ha, nghiêng đầu sang phải, kéo căng vùng cổ vai trái, gáy bên trái ra. Giữ đây 5 nhịp thở. Bụng xoay ra sau nè. Lên hít vào, tay phải mình đưa ra sau, nắm lấy khuỷu tay trái, tay trái ôm trước bụng, nghiêng đầu sang trái, kéo căng nè. Lên hít vào, hạ xuống thở ra. Hai tay của mình mời cả lớp ha, cô chú anh chị đứng về đầu thảm, cách thảm một gang tay, hai chân rộng vai. Chúng ta tiếp tục vào bài chào chuỗi mặt trời ha. Hai tay lên cao biến thể nha, để cho cô chú anh chị tập dễ hơn, nâng cầm lên hít. Hai tay chắp trước ngực thở nè, thả lỏng hai cửa tay của mình ra. Hít sâu thở chậm, hai tay lên cao hít vào, hai tay áp sát, nâng cầm lên hít. Rướn dài tay của mình lên trên ngang, ngước cầm hít sâu, chậm rãi gập người về trước, duỗi thẳng lưng, hai tay chạm sàn, đúng rồi, bụng áp sát vào đùi. Nếu cô chú anh chị mà thấy căng cái gân keo quá, mình chuồn nhẹ đầu gối, bụng áp sát vào đùi của mình, thả lỏng cổ vai gáy ra. Rút chân trái của mình ra sau tối đa nào của chú anh chị. Hạ đầu gối trái của mình xuống, duỗi chân trái ra nha. Rồi cô chú anh chị nhìn nè, đầu gối của mình và cổ, đầu gối và cổ chân thẳng hàng với nhau. Duỗi thẳng đầu gối trái ra, ấn khớp háng của mình xuống, hai tay xoay khớp háng của mình về phía trước để thẳng cột sống lưng. Mình chỉ cần lệch khớp háng của mình sang một bên thì cột sống mình bị vẹo theo, thì mình sẽ bị đau cột sống ha. Hai tay lên cao hít vào, hai tay áp sát, rướn dài tay nâng cầm. Hai tay hạ xuống thở ra nào. Ký một chân trái, rút chân phải ra sau, đẩy vai về phía trước, tấm ván. Hạ xuống thở, ngực cầm xuống luôn, hạ xuống thở. Chung cái tay lại nha cô chú anh chị. Cầm của mình nâng lên nhẹ, cầm chạm ngực nào, cuộn lưng, nâng hông, ký mũi chân, nâng lên, tiếp tục về với ngược cho công quận nào. Rút chân trái của mình về giữa hai tay lại cô chú anh chị. Hạ đầu gối phải của mình xuống, duỗi chân phải của mình ra, hai tay đặt lên đầu gối nào, ấn khớp háng của mình xuống, hai tay của mình lên cao hít vào, hai tay áp sát, duỗi thẳng tay nâng cầm. Nó căng khớp háng à, nó căng hai mặt đùi này nè. Hai tay hạ xuống thở nào, ký mũi chân phải, hai tay hạ xuống sàn, rút chân phải về cạnh chân trái, chung đầu gối bụng áp sát vào đùi, thả lỏng cổ vai gáy ra. Nâng lên hít vào, hai tay áp sát, hạ xuống thở ra, hai tay chắp trước ngực. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa, siết cơ đùi nâng cầm, gập người về trước, duỗi thẳng lưng, hai tay hạ xuống sàn, chôn đầu gối. Rút chân trái của mình ra sau tối đa, hạ đầu gối trái xuống, ấn khớp háng của mình xuống nào. Hai tay của mình nâng lên hít vào, ấn khớp háng xuống, hai tay lên cao hít, duỗi thẳng lưng. Hai tay hạ xuống thở, ký một chân, rút chân phải của mình ra sau, đẩy vai về phía trước,
gù lưng lên nha, không có vọng lưng như vậy. Mình siết cái bụng nâng lên nha. Đúng rồi, gót chân mông vai gần như là một đường thẳng. Hạ xuống nào, nằm xuống luôn. Từ từ hạ người cầm. Đẩy ngực về trước, chung khuỷu tay nha cô chú anh chị. Hạ cầm về ngực, ký mũi chân, nâng hông lên, nâng đầu gối của mình lên, mắt về nhìn về mũi chân. Rút chân trái về giữa hai tay, hạ đầu gối phải của mình xuống, duỗi chân phải của mình ra. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Hạ xuống thở nào. Rút chân phải về cạnh chân trái, chung đầu gối bụng áp sát vào, thả lỏng cổ và gáy ra. Lên hít vào, hai tay áp sát. Rướng dài tay cao lên, hai tay hạ xuống thở ra. Lên hít vào, hai tay áp sát nào cô chú chị. Rướn dây cầm, nâng cầm hít sâu. Không. Thẳng lưng, hai tay hạ xuống, chung đầu gối bụng áp sát vào. Rút chân trái của mình ra sau tối đa, hạ đầu gối trái xuống, ấn cơ háng xuống. Hai tay lên cao, hít vào, duỗi mũi chân trái lên, hít vào. Hai tay hạ xuống sàn, rút chân phải ra sau cạnh chân trái, đẩy vai về phía trước. Hạ gối của mình xuống, nằm xuống thở. Lên hít. Cầm chậm ngực, cuộn lưng, nâng hông lên, mắt nhìn về mũi chân. Chân trái rút về trước, hạ đầu gối chân phải của mình xuống, duỗi chân phải ra. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Hạ xuống thở, rút chân phải về cạnh chân trái, cò úp mặt thở. Lên hít vào, hai tay áp sát. Hạ xuống thở, hai tay chắp trước ngực. Hít sâu thở chậm. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Giữ đây 5 nhịp thở chung quận nào. Gập người về trước, duỗi thẳng lưng. Hai tay hạ xuống sàn, cò úp mặt nào, chung đầu gối. Cắm hai tay xuống sàn, rút chân trái ra sau, hạ đầu gối trái của mình xuống, duỗi mũi chân trái ra. Hai tay lên cao, hít vào, ấn cấp háng của mình xuống, nâng cầm lên, hít sâu. Hai tay hạ xuống sàn, rút chân phải ra sau, đẩy vai về phía trước, tấm ván nào. Giờ đây 5 nhịp thở cho công bằng. Hạ đầu gối. Đúng rồi, tập. Ký mũi chân, nâng hông lên nào của chú anh chị. Mắt nhìn về mũi chân. Rút chân trái về giữa hai tay. Hạ đầu gối chân phải của mình xuống, dựa thẳng chân phải của mình ra. Ấn cấp háng xuống, hai tay lên cao hết. Hai tay áp sát lại, hướng dài tay lên. Hai tay hạ xuống sàn, rút chân phải về cạnh chân trái. Lên hít vào, hai tay áp sát tay. Nâng cầm hít sâu, hai tay hạ xuống thở.
Các bạn, cô chú anh chị rút chân trái của mình ra sau tối đa. Xoay người. Vâng, xoay người lại. Hai chân mở rộng hơn, gấp đôi lần vai. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Hai tay sang ngang, gập người về phía trước, dựa thẳng chân là lưng nè. Hai tay hạ xuống thở. Hạ khuỷu tay, hạ đầu xuống. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Lên hít vào, giữ đây 5 nhịp thở cho công quận nào. Tay phải nâng lên hít vào, cảm hứng theo tay phải. Hạ xuống thở. Tay trái nâng lên hít vào. Hạ xuống thở. Từ từ tay trái của mình đặt lên cổ chân phải, cạnh chân phải nè. Tay phải nâng lên, đặt ra phía sau bắp đùi trái. Như ở đây nào cô chú anh chị, bụng áp sát vào đùi. 5 nhịp thở nè. Hạ tay của mình xuống. Đổi bên nè, tay phải đặt cạnh chân trái, tay trái nâng lên, đưa ra sau, nắm lấy bắp đùi, xoay vai. Hạ xuống thở nào. Rồi cô chú anh chị chung đầu gối phải hạ xuống nào. Hạ mông xuống, hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Mình dựng thẳng cái chân phải của mình lên nào cô chú anh chị. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Tay trái đặt lên cổ chân phải, nghiêng sang trái nào. Nghiêng sang, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát. Vặn người sang phải, tay trái cài lên đầu gối, xoay vai thẳng lưng. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối, thẳng lưng, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát. Gập người về bên trái thở nào. Giữ đây 5 nhịp thở cho công bụng. Lên hít vào, hai tay áp sát. Nghiêng sang trái, tay trái đặt lên đầu gối phải. Nghiêng sang trái. Xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Tiếp tục giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào, hai tay áp sát nào. Và người sang phải, tay phải đặt lên, tay trái đặt lên đầu gối phải. Thẳng tay ra, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần. Vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối, xoay vai. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Rồi cô chú anh chị chống hai tay của mình nào. Nâng hông của mình lên lại. Đổi sang bên trái nào. Đổi sang bên trái, hạ mông của mình xuống. Hai tay lên cao, hít vào. Hai tay áp sát. Gập người sang bên phải, góc 45 độ. Thẳng lưng. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Tay phải đặt lên cổ chân trái, nghiêng sang phải. Giữ đây, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát. Vặn người sang phải, tay trái đặt lên đầu gối, xoay vai. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối, thẳng lưng, xoay vai. Hai tay cao lên, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát. Gập người về phía trước nào cô chú anh chị. Giữ đây 5 nhịp thở cho công quận nào. Thẳng lưng. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Chậm rãi tay phải đặt lên cổ chân trái, nghiêng sang phải. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào, hai tay áp sát lại nè. Vặn người sang phải, tay phải đưa ra sau, tay trái đặt lên đầu gối, ấn mông xoay vai lại, cảm ứng tay vai phải.
Lên hít vào, hai tay áp sát mùi lưng của chú anh chị. Vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối. Tiếp tục xoay vai, cảm hứng tới vai trái. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát. Duỗi thẳng hai chân trái về phía trước luôn của chú anh chị. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát lại. Gập người về phía trước, thở, hai tay nắm lấy mùi chân, co nhẹ đầu gối là bụng áp sát vào đùi. Giữ đây. Nếu cô chú anh chị không gập sâu được thì có thể gập vừa phải thôi ha. Co đầu gối lên, co đầu gối của mình lên, bụng áp sát vào. Tới đây mình giữ nha. Đừng có cuộn lưng như vậy. Mình ngồi tư thế gù lưng như vậy làm việc nó đã đau lưng rồi. Chính vì vậy nó mới đau lưng. Còn bây giờ mình tập tiếp tục mình gù lưng nữa nó sẽ đau lưng tiếp. Thì bây giờ mình sẽ thẳng lưng, xoay vai để thẳng lưng lên. Để đẩy cái địa điểm nó vào trong. Co nhẹ đầu gối, bụng áp sát vào. Hai tay nắm lấy mũi chân, giữ ở đây nè. Hai tay lên cao, hít vào, mở rộng hai chân của mình ra. Chữ V nè, gập người về phía trước. Chỉ duỗi thẳng lưng thôi. Hạ cửa tay xuống. Lên hít vào, hai tay áp sát. Gập người sang chân phải nè. Giữ ở đây. Giữ đến 5 nhịp thở nè. Lên hít vào, hai tay áp sát một lần nữa. Gập người sang chân trái, giữ đây 5 nhịp thở. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát nào. Gập người về phía trước. Lên hít vào, co hai chân của mình lại. Hạ người xuống nào. Nằm xuống của chú anh chị. Nằm xuống. Hai gót chân của mình co lại, co hai gót chân bằng tay. Rồi, về tư thế cây cầu là hai tay bấm xuống sàn. Siết mông nâng người lên, hít vào nào cô chú anh chị. Hạ xuống thở. Lên hít hai. Hạ xuống. Lên hít ba. Hạ xuống. Tiếp tục lên hít bốn, giữ đây 5 nhịp thở cho các bạn nha. Để không cao lên nữa. Hạ xuống thở nào. Hai tay ôm đầu gối, ôm sát vào của chú chị. Bụng áp sát vào đùi, giữ đây 5 nhịp thở nào. Duỗi thẳng chân trái của mình ra, hai tay ôm đầu gối phải. Giữ 5 nhịp thở nào. Chân phải mình nắm lấy chân trái, tay trái nắm chân phải nè. Ở để căng đây nè. Giữ đây 5 nhịp thở cho công ổn. Tay phải mình nắm chân phải, mở sang phải tối đa. Áp sát vào bụng. Giữ đây 5 nhịp thở cho cơ ngực nè. Nó giãn cái phần lưng của mình ra. Lưng của mình nó đã kéo giãn ra. Tay phải của mình nắm chân trái, mở sang trái đập căng ra. Căng hết cái đùi này. Căng hết cái đùi này. Lên hít vào. Chân trái nắm lấy nè. Mở sang trái, vai phải. Rồi chân phải của mình lên luôn, mở hai chân sang ngang.
sạch ngang. Hai chân mình khép lại, hai tay đang lại với nhau. Rồi giữ đây là cô chú anh chị, ấn thắt lưng xuống giữ đây 5 nhịp thở. Rồi lắp nhẹ đầu gối của mình sang hai bên. Nó đã cái lưng. Chân trái gác lên bắp đùi chân phải nè, tay trái lồng vào cái khoảng, hai tay đã ngâm đầu gối, giữ đây 5 nhịp thở. Tiếp tục chân phải đổi bên, tay phải lồn vào, hai tay đang ôm đầu gối, giữ đây nè. Rồi trở về nè, hai tay sang ngang, rồi xoay tròn đầu gối của mình, xoay tròn, massage thắt lưng nè. À, lưng của mình càng dễ chịu. Ủa, hai đầu gối sang phải, cầm vai trái một lần nữa rồi nè, giữ đây 5 nhịp thở. Lên hít vào, đổ hai đầu gối sang trái, cầm vai phải. Hai tay ôm đầu gối, lên xuống nào cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị ngồi dậy luôn nha. Ngồi dậy luôn. Hai tay mình xoay lại, đặt lên đầu gối. Chậm rãi hít sâu nè. Nâng cầm lên, hít vào, để ngực lại trước. Cuộn lưng cầm chạm thở. Xoay vai, nâng cầm lên hít. Cuộn lưng cầm chạm thở. Giữ đây 5 nhịp thở chứ không quận. Lên hít vào, để ngực nâng cầm. Hạ xuống thở nè. Hai tay lên cao, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát. Hạ tay phải của mình xuống tay trái, đặt lên thái dương bên phải. Nghiêng đầu sang trái, giữ đây 5 nhịp thở nè. Hạ xuống thở, đổi bên, tay phải đặt lên thái dương bên trái, nghiêng đầu sang phải, giữ đây 5 nhịp thở cho công uẩn. Lên hít vào, hạ xuống thở ra. Và bài tập ngày hôm nay đã kết thúc chương trình 7 bài tập. Kết thúc ở đây không phải là hết, là cô chú anh chị tiếp tục lại một vòng tiếp vòng lặp từ bài 1 đến bài số 7 tiếp tục nữa, lần 2 và lần 3, đến khi nào cơ thể mình cảm thấy khỏe và tốt nhất. Và cô chú nhớ là bình luận, ví dụ như là mình kiểm tra phần thoái hóa khớp vai, hai tay mình đang ra phía sau như vậy, mình đánh cách ra một góc 45 độ như vậy so với mặt lưng. Nếu cô chú anh chị giữ được như vậy 10 nhịp đếm là phần vai của chú anh chị đã rất tốt ha, và cải thiện rất nhiều và linh hoạt. Còn nếu cô chú anh chị không thể nắm được tay và tay chỉ đặt ở phần lưng của mình thôi, thì hãy ghi vào comment bên dưới để làm gì ạ? Để làm một cái minh chứng cho mình. Lúc lần này đầu ngày hôm nay tập, mình tập ở đâu và mình tập bài này cảm thấy như thế nào, tay của mình tách được bao xa. Và khoảng một tháng sau mình quay lại xem là đo lại cái tay của mình, tập lại một tháng sau tay của mình đã
thay đổi như thế nào, đánh xa hơn, hoặc là tư thế gập người về phía trước. Kiểm tra phần thắt lưng của mình, hai tay lên cao, hít vào. Nha, đây là những bài test gập người về trước. Nếu trán của mình cách bụng của mình vẫn áp sát vào đùi, lưng vẫn giữ thẳng, vẫn đứng nhịp đếm mà mái, thì lưng của mình cực kỳ tốt. Còn nếu lưng của mình cách được một gang, hai gang, ba gang, thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để sau này để làm minh chứng mình xem lại của chú chị nhé. Và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới những bình luận tích cực nhất để cho cô chú chị phía sau, lần sau tới tập họ mở ra xem những cái bình luận bên dưới tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự tích cực, mang những điều tươi tốt nhất cho đến cộng đồng của chú chị nhé. Và đừng quên hãy ấn vào kênh cuộn và phía sau đó là nút chuông để cô chú chị là người nhận đầu tiên video của ổng, và cũng là kết nối với ổng để có những video thông tin tốt hơn, cô chú chị sẽ là người đầu tiên nhận video này. Và cảm ơn cô chú anh chị đã tập tới đây, và hẹn cô chú chị ở video tiếp theo. Namaste.